để thực hiện về thông báo số 1729 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang cùng chỉ thị 16 của Chính phủ ở 19 tỉnh thành phía Nam nhằm giảm lây lan, không để dịch lan rộng trong khu vực. Thời gian trong 14 ngày kể từ 00 giờ ngày 19 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 1 tháng 8 năm 2021 để kiểm soát chống dịch bệnh. Trên toàn thành phố Phú Quốc đã được triển khai nhằm ưu tiên trên hết đó là việc bảo vệ tính mạng và sức khỏe của cộng đồng. Và điểm nhấn thứ hai đó là về việc bình ổn giá cả thị trường cho người tiêu dùng. Người dân Phú Quốc đã ý thức và nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế và chỉ thị 16 của Chính phủ. Hiện tại thành phố Phú Quốc đã được áp dụng đồng bộ và nỗ lực một lòng quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh để sớm trở lại cuộc sống bình thường. Vâng, trong thời điểm hiện tại thì về rau xanh và thực phẩm đều có bảng giá, không có bảng giá sẽ không được phép bán nha. Vâng, xin chào cả nhà. Em gái như cưng bán rau cải đây theo mấy ngày vừa qua, em lấy hàng từ đất liền trở ra, có thể giá cả có trên lọt cao hơn gì không cưng? Nói chung là mấy ngày hôm nay thì giá bắt đầu nó cao, bữa nay thì có một số mặt hàng nó cũng giảm hết. Còn cách đây trong vòng 3 ngày 4 ngày trở về trước ấy, thì có những cái mặt hàng thì giá nó sẽ lên 5 giá một mặt hàng, rồi cũng có cái thì nó nhích lên 2 giá. Nhưng mà nó có vẻ như là nó hút hàng cho nên là giá nó khá là cao. Rồi, vậy cảm ơn con nhiều nha. Dạ. Nhập món đang nhập món không?